Cũng có một cái máy bay quân sự mà không biết nó làm gì mà nó bay ngang qua nhà mình, hai chiếc trực thăng đó, thì mình cũng làm ồ quá rồi cái mình giật mình, cái mình mất luôn cái tín hiệu, thành ra thôi giờ mình quay lại chút xíu, không biết lúc nãy ngưng chỗ nào. Thì cái chuyện mà mình đi làm ăn nó tới cái lúc mà cái tới cái ngày giờ mà mình cảm thấy mình không có còn bao nhiêu ngày giờ nữa, thành ra mình muốn đi chơi đồ này nọ, thành ra mình muốn gom tóm gọn lại mấy cái mấy em mà gà vịt của mình, để mà mình có thì giờ để mình với Lê đồ vui vẻ rồi bên nhau đi chỗ này chỗ nọ rồi này kia vậy đó. Rồi cái mình thì mình thương thằng Bảo Bảo, cháu nội của anh hai mình á, nó rất là tự lập, ảnh đòi mẹ mua máy cày rồi này nọ cho ảnh mấy cái tractor, mấy cái đồ xe đồ nít chơi đó mấy bạn. Nhưng mà trong đầu trong lòng của thằng nhỏ nó tức cười lắm, chứ nghĩ là đem lên đó sẽ cày được cái đất cho nhà mình, nhà của ông mười bà mười, nó kêu mình ông mười bà mười là theo bên nhà Ly không à, chứ còn bởi vì tụi nó có thì giờ rảnh thì mình kêu tụi nó đó đi về, để thì giờ đi về đi thăm bên chồng nó, tức là bên gia đình mình á. Còn nó đó, mẹ con nó đó, thì ở đây đó chỉ có mình Lê là gần nhất thôi, mà hồi đó là chị chính của Lê đó, là chị dâu của Lê đó, ông anh thì đi làm xa, không có ở nhà nhiều, thì Lê ở nhà với mẹ với lại chị Tám, rồi chị chính cũng ở đâu đó gần đó đó, chứ là cũng gần đâu đó đó, cho nên họ mới ổng nhờ ông Lê đó, là lúc đó anh lên học kiến trúc, cho nên đi chở chị dâu đi làm rồi này nọ. Chị dâu của Lê đó, chị dễ thương, chị chính, chị hiền lắm, rất cười lắm. Chị không có biết chạy xe nhưng mà chị làm ăn chị giỏi lắm. Anh chính là ảnh đi giao hàng đồ này kia, ngoại giao đồ này nọ thì anh chính mình đi. Còn chỉ là gì, cái kỹ thuật làm cái người đó bên Việt Nam hồi xưa là có cái tiệm may đồ Âu phục đám cưới rồi của đàn ông đàn bà rồi luôn đó. Chị chính mình chỉ khá tay, chị chính của Lê khá tay, chị dâu của Lê đó rất hiền, rất dễ thương, mình thích cho những cái người mà cái tình cảm mà chân chất vậy đó. Thôi cho bạn coi đứng này giờ. Ở bên kia đó thì nó còn hơi mát chút xíu, cho nên nó lạnh quá trời quá đất à. Thì mình chui qua bên đây nha, nắng nó rọi trên cái đầu thông của mình đó, nó rọi xuống với cái chỗ cái hàng thanh long ở bên cái vách núi này nè. Nhưng mà tới trưa đó, khoảng 1-2 giờ trưa đó thì cái vách núi này nó che, nó mát chút xíu. Cho nên cái bông hoa mà hoa bắc tiên mình trồng ở đây nó cũng tốt hơn mấy bạn. Nó nở lâu rồi, cái hoa này nó là cái hoa small nè. Đó, cây này mình mua trên internet á, trên mạng á, thì nó cũng chịu khó, nó chăm đo bông, cái cây hoa đó nó nở 6 tháng rồi nó chưa tàn á. Rồi mình trồng ở đây, gửi cái cây gấc ở đây đó, đã cho mấy ảnh leo. Cây gấc đó, chị leo, cái này là chị cái nè, ở bên đây cũng là chị cái nữa. Thì đó, cho ảnh leo lên trên cái đó rồi mai mốt đó là anh Lê anh dắt đi đó cho mấy cái cây đó nó leo đó, thì mình tính làm cái dàn gấc con nó thông thông cái vách núi vậy thì nó đỡ mất công mình leo lên, mình trèo lên đó, mình chấm bông nó gần hơn là mình leo trên cao. Cái đất tất nhiên thì leo không được, cái còn cái đất này đó thì nó bò vô gách đó, thì mình leo nó dễ hơn, mình có chỗ mình tựa đó đó. Anh ơi, anh cho tốt lên kéo ra thẳng thẳng dây cho anh xuống đó. Cái dây trên cao này nó nặng quá, mấy cái sợi dây nước uống nước nè, anh kéo anh sửa là cho nó thẳng chút, em đi chúng thôi, nó vướng rồi, nó vướng cục đá té chết. Cái dây phía sau lưng em nó kéo rồi cho nó thẳng xuống cái này, em kéo em tưới xuống dưới đó. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Đó,
một số cái cây thanh long này đó thì mình sẽ đem cho cái anh Son nó, mấy người ngoài bạn ngoài công trường của mình đó, đó vừa cây trắng vừa cây tím luôn, nên mà mình phân biệt được thì cái này mình ương thôi đâu mình biết. Nó bị cái cây này nó, cái lá trọ dập dập của mình là nó lên cái cây con, mình tỉa cái ngọn nó lên, cái cây con lên cũng tốt luôn. Tụi nó cũng cắt mấy cái lá, mấy con chuột con sóc gì nó cắn mấy cái lá đó, nó tha nó phá đó. Nhưng cái ăn thua đó là mình tỉa nó rồi mình làm lại thì cũng được thôi. Thì mình cũng có được mấy cái trái thanh long to to nó cũng còn đây nè. Nhưng mà cái này là mình để Thanksgiving, Christmas rồi này nọ, mình đem về mình cúng bàn thờ mẹ đó. Mình cho bạn bè mình cũng chỉ cho một phần thôi. Cúng bàn thờ nó đẹp lắm, mình thích cái màu nó đẹp. Ôi trời, trên này nó có một cái trái thanh long tím. Ôi cha em thiệt là dễ thương á đó. Trái này long lên đi ngang này, trời ơi lạnh ở đây nè, mình không có ngó nó vài bữa cái nó đào một cái lỗ rồi đó, chứ mà là phải đi rồi mới đi coi có cái thọt mấy cái lỗ đó cho nó bít lại, chứ không thôi nó ngày tới nó đi vào cái lỗ đó nó sẽ đào lẹ hơn, nó đào lẹ hơn nữa. Thành ra mình cứ nha, mỗi ngày mình đi đó là sở dĩ mình phải nói chuyện với cây mỗi ngày là mình cứ đi xuống mình thấy nó hãy nó vui thì mình lấy cây mình thọt mình bít cái lỗ đó lại đó. Ây ơi, mấy cái cây thanh long tím này nó chín hết rồi đây nè đó, thấy thương hay chưa. Thanh long thì nó lại thích là bạn tưới nó rồi cái lại bạn ngưng thì nó mới ra. Anh thả mấy con vịt gà, anh thấy mình tưới đây cái anh đứng anh thả ra, rồi cái anh lên trên cái anh ngồi anh xem anh tình hết rồi anh không có coi chừng con ảnh, rồi á chừng mà nó chết rồi này nọ cái nó mất tích ra này nọ rồi ảnh cứ báo cáo láo không à. Thành ra mình không có chịu vậy, mình nói là phải nói cho mình biết đó. Ví dụ như anh không có canh chừng con á thì kêu mình á thì mình canh, còn kiểu mà bỏ đi như vậy đó mình không có để ý tới nó rồi nó bị chết ngắt hết rồi cái bắt mình đi á, mình đi mình ấp lại ổng nằm ngủ khò luôn xuống thấy màu đó. Mặc dù anh có làm nặng thiệt nhưng mà ảnh được ngủ nhiều hơn mình á, là ảnh ngủ là không, ảnh không có biết trời đang trăng mây đất vậy đó, mấy giờ ảnh cũng không biết á đó. Còn mình á thì mình là phải lúc nào mình cũng phải như là cái đồng hồ báo thức rồi đó, đồng hồ nó báo thức nên mình nói bạn không nghe, bạn không tắt nó, bạn không ấy thì cái đồng hồ báo thức nó cũng không vậy thôi đó. Ảnh thì ảnh cứ ỷ lại vô mình à, mình thì mình sẽ thức á, mình nằm mình ngủ vậy đó chứ mà ai nói gì là mình nghe hết trơn á, cho nên nó ổng không bao giờ anh nói lén gì mình đâu, anh nói là anh nói thẳng nè đó. Nhưng mà ai gầy mình thôi, chứ còn ai gầy mà nói mình nó nói quan mình nó là chết giảm rồi cũng giật liền á. Đó, đây được một bụi cỏ đây đó. Đó mình đi ảnh thấy anh đi lên ảnh thấy thì ảnh cũng nhổ cỏ, mà hễ mình thấy cây nó có cỏ thì mình cũng nhổ đó. Cái ngày mình nhổ một ít á thì mình đỡ cực á, mình cứ đi lên đi xuống mình tưới cây nè, tâm sự cùng bạn rồi mình cũng tâm sự với cây của mình. Thì tụi nó nói chung là mấy cây của mình nó cũng ngoan lắm, nó mình nói chuyện nó mỗi ngày thì mình thấy cỏ nào lên có lỗ chuột nào nó đào cây cái lá vàng hay là cái nó bị cái trái này nó thùi nè mình cũng cắt mất mình bỏ, chứ mình để nó tùm lum tùm lè vậy đó. Rồi cái giống như cái nước ở động ở đó cái nó
nó hư cái nhánh luôn mấy bạn. Thì những con rầy nó tụ tụ đó đó, rồi nó cũng hư cái nhánh đó, đâu có tốt. Đó, lúc trước có cây này màu tím của mình nó bệnh, nó có một trái đó. Mình nói với bạn đó, cây nào đó thì nó có một trái, hai trái thì trái nó rất là to. Mà nó đông con thì nó phải chia sữa, chia sẻ sữa mẹ của nó, thành ra cây nó không có tốt. Anh lên những dòm sơ sơ rồi anh không thấy con chó sói nào rồi này nọ đó. Ảnh rất là dễ ngươi. Nhưng mà mình á, tuy là nói chuyện với mấy bạn nhưng mà con mắt của mình á, cũng liếc qua liếc lại. Mình nhìn mình thấy để mà mình á, mình bảo vệ cho cái bầy trẻ của mình đó. Đó, lần làm nó cực có mấy bạn ơi. Ở đây mình cũng còn một cái trái đây này, nó chín rồi đó, rồi mình sẽ cắt chút nữa mình đem ra của mình cắt. Chứ giờ mình vừa làm vừa nói vừa tưới rồi này nọ mình đi đó, rồi mình cũng phải ngó coi ra cái đường xá của nó có sập sình hay không đó. Đi rồi dốc một cái là té lại, nó cũng trẹo có bạn họng không á. Nhưng mà đất mình thì nó khỏe, nó đất beo e, chỗ là đất mình là đất cát không à, té nó không có đau gì mấy, nó hết hồn thôi, đau đau một chút thôi à. Còn cái kia đó trời ơi, cái gạch cục nào cục nó mà nó cứ cục đó mà té là cái cục đá nó mình á, đá nhà mình té mấy cái đá mình nó bể ra nha. Nhưng mà trên kia nó đâu có bể đâu mấy bạn. U cha bể là bể cái mục đích của mình đó. Chút nữa để anh lấy mấy cái chỗ cỏ này nhiều đó là anh lấy cái cuốc anh thực thực nó, chứ còn nhiều quá mình không nhổ. Đúng ra không phải là mình không muốn nhổ, nhưng mà mình không có cái bao tay, mình sợ sâu á, mình sợ sâu chứ không phải mình sợ trùng. Mình sợ sâu của nó ấy rồi đó, nó ngứa rồi nó bắn vô cái tay mình, nhất là những cái con nó giống như cái con dời ăn vậy đó mấy bạn. Đó là mình bị ngứa, cái con sâu giả bùa đó là nó ngứa đó, là nó rụng thịt luôn đó. Mình đã bên Việt Nam mình đã bị 2 lần rồi, qua bên đây đó là bị 2 lần nữa là 4 lần. Bởi vì mình có cái thuốc cortisone, nó là cái steroid đó đó, uống cái gió đó là nó bây giờ nó xương mình nó mục xương á đó. Nhưng mà mình cũng phải chịu chứ sao giờ. Thì bác sĩ cho uống này, không uống cũng đâu có được, nhưng mà đều uống nhiều quá đó. Người ta nói đời người tới chỉ sử dụng có 4 lần thôi. Mình quất 3 mũi cortisone, dạ cái kia nó cũng có gần kia một cái chục mũi ấy rồi, cái chục mũi rồi. Nên sức khỏe mình nó càng ngày nó càng đi xuống à. Thì thôi, đi còn làm được tới đâu hay tới đó mấy bạn. Nó rất là mình rất là vui sống với cái cuộc sống này, đời này mình có rất là nhiều chuyện để mà mình làm. Nên là mình cứ đôi lúc mình cứ cảm thấy cái thời gian nó không có, không phải là mình cảm thấy, mà cái sức khỏe đó mình thấy mình biết liền chứ, sức khỏe mình xuống sắc mình biết chứ. Nhưng mà rồi đó cũng nhiều cái cũng vui. Đây tôi cha có cái này đây nè, ở đây nó có cái cây cải trời đây nè. Mà cái cây này đó là, mà bạn làm cái gì đó bánh xèo đó là ăn nó cũng rất là ngon, mà nấu canh nó cũng ngon. Nó hơi nhẫn cải bà xanh mình chút, nhưng mà trộn chung thì ăn cũng được, chứ cải bà xanh của mình nó cũng không có đắng mấy. Nói chung á là mình rất là thích cái cuộc sống ở nông thôn, nó làm cho mình nó trẻ hơn, vui hơn, mà mình có nhiều cái quyết định sáng suốt, những cái suy nghĩ rồi này nọ, nó rất là chung mà nó bén nhạy hơn là cái mà bình thường mình ở trong thành phố. Cái cuộc sống mà nó giống như cái kêu cái đồng hồ nó đi đó, nhưng mà nó không có được cái thời gian lắng động để cho bạn suy nghĩ tới bạn làm gì phải trái nữa. Đây ông thầy của mình là anh Ly đó, anh nói là anh xì cho mình chút xíu để cho mình khè với mấy bạn chơi. nó dốc chơi với mấy bạn, tâm sự cùng mấy bạn ở đây nè. Là một cái góc này đó thì bạn thấy mà theo cái kiến trúc cái kiểu mà nó kêu là Da Vinci đó, thì anh nói vậy nè. Anh nhiều khi cũng không có cần dùng tới cái sắt đồ nhiều. Cái góc thanh long anh sửa lại đây nè, mình thấy anh làm theo cái kiểu cái mô hình như cái tam giác không đó, là đó, ở đây đó nó cũng là làm thành có nhiều cái góc cạnh đó, để anh tấn cái cây nọ cái cây kia, anh chĩa thành cái tam giác. Anh không cần phải đóng đinh, không cần đóng cái nẹp gì đó, mà cái miếng cây nó vẫn đứng vững như thường đó. Đó nó kêu là cái Da Vinci Construction đó.
ở bên đây đó là nó cũng có một cái lỗ nữa, nó có cái chỗ hở đó đó, vài bữa anh sẽ tấn cái cục gạch đó, rồi anh sẽ làm lại cho mấy bạn xem đó, là anh sẽ trồng làm những cái bồn nó nhỏ 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 mà không có tốn cây đinh, không có tốn cây sắt nào, tại vì sắt giờ nó cũng cạn dần rồi mấy bạn. Thì mình lúc trước đó thì do ảnh không có nghe lời mình thì mình xin được một số cái sắt đó, khách nó cho mình rồi, nhưng mà nói chung là tại đi chiếc xe Mustang á thì ông sợ chở rồi nó hư cái ống nhúng đó đó, cho nên không có lấy. Thì ngày hôm qua cái thằng xem mà mình nói ở 1856 cái đó đó, tụi nó làm đường trên đồi nó rất là steep, nó rất là kêu mình dốc thẳng đứng vậy đó, rồi nó khó cho thợ làm. Thì mình cho Ryan đó, thằng còn tractor đó, đệ tử mình làm ngoài công trường 1951 Pele đó, coi cái nhà mình làm bằng những cái đó đó đó, là ra thằng Sam mới nói xin son mấy cái sắt đó đó, nhưng mà thằng sợ thằng Ryan chứ, nhưng mà Ryan không có biết là cái sắt đó là mình cần, mà mình đã nói với thằng son rất là assistant của nó đó, mình tại vì nó không để ý, thằng Ryan thì nó rộng rãi lắm, nên nó ok, nó cho rồi, nó biết bây giờ cái đó là đã cho hai người cái gì. Hôm qua mình cười mình nói với thằng Sam nó, bây giờ mày lấy sắt của tao đó thì tao nói với mày nghe, bây giờ anh lấy cái sắt của tôi anh xài trước á, thì tôi cũng cho để cho anh xài vậy đó, nhưng mà tôi nói cho anh nghe cái đó là của tôi á đó. Thì thôi thì giờ đó là mấy cái chậu, giờ hiện giờ thì mình cần những cái chậu to to để mà mình trồng nó trong chậu, có một mớ đất bằng của mình á, mình sẽ trồng cái thanh long rồi trong chậu và cây ăn trái của mình trong chậu, thì mình cần những cái chậu to to của nó đó. Rốt cuộc Lê đi xuống dưới đó, mấy anh làm vườn đó, anh không có cho Lê lấy, nó là ngay cả cái thằng này Sam đó cũng là một trong là 10 người chủ nhà đó, Ryan cũng là một trong 10 người chủ nhà đó, nhưng mà Ryan nó cũng không nói, mà tụi mình thì không có, mình biết vậy thôi chứ mà mình không có kêu mà dùng quyền này nọ luôn. Thì mình chỉ cho anh Sam đó ăn trái thanh long to của mình màu trắng thôi đó. Thì mình nói nó cây nhà mình trồng hả, mình nó hỏi nó mua, nó nói tại gia đình nó thích lắm, mà trên cái vùng Beverly với lại Beverly Hills thì rất là mắc mấy bạn, 18 đồng bạc một pound, mà trái nhỏ xíu mà không có ngon đó, cho nên ảnh rất là thích. Thì ảnh chỉ có ăn trái thanh long đó, mà nó về nó đẹp tụi kia nó hỏi là mày có biết là Ly đó là inspector của cái này không, thì tụi kia mà nó nghe cái tiếng inspector nó sợ chết bà tổ nó rồi đó. Nhưng mà Ly thì không có muốn dùng, không có muốn nói, là chỉ mình cũng làm xong cái công trường đó rồi, nhưng mà nó là hồi xưa đó là mình giúp cái đó, là cái công trường đó là nó làm á biết bao nhiêu cái lỗi đó, mà tụi mình nó dùng những cái kỹ thuật mà cái phòng lép mà này nọ làm sao mà cái từ cái xi măng nó quỷ nó làm sao này lập thành công trang, mình trộn từ cái scratch, từ cái thành phần từ cát, từ sỏi, từ đá, từ những cái chất xúc tác mình sao mà cho mà xi măng nó đông đặc sớm hơn, hoặc là nó chậm đông hơn, nó chậm mà sát hơn, rồi này nọ đó, là tụi mình làm hết. Đi với mình nó đều đi qua cái học hỏi của những cái phòng lab khác đó, tại vì rất là nhiều chỗ cho bạn học hỏi, chứ không hẳn chỉ có một chỗ. Cái phòng lab của mình, phòng lab của mình là chỉ chuyên làm trường học rồi này nọ thôi. Nó có những phòng lab đó, nó làm về nó xây những cái cầu, như tụi Smith Emery là nó xây những cái cầu, cái Oakland Bridge, Bay Bridge rồi này nọ, bên Boston rồi này kia đó, cái cầu hồi xưa mà nó sập rồi này nọ hay là của tụi nó chứ không phải phòng lab mình làm. Tụi mình làm là chỉ mấy cái nhà hát rồi này nọ thôi, hotel rồi thì có, chứ còn cái bệnh viện đó làm cái license riêng đó mấy bạn, là cũng phải thi như cái code luật riêng rồi này kia đó. Đây nè, mấy đứa này đó mình ghét sốc tỏa tỏa. Cái này bạn coi nè, mấy cái lá của mình nó cắt, nó ăn, nó cắn, nó bỏ đây nè đó. Mình lâu quá rồi không có đi làm ở cái khu vực này để mà nhổ cỏ chăm sóc mấy anh mấy chị, cho nên là nó cũng cỏ cũng mọc lên rồi. Thì mọc lên thì tôi tưới thôi, tôi nhổ đó. Cái này là cây này á, là 77-78 cái nhánh của chị Hải á, mình chăm xuống á, bây giờ nó lên, bắt đầu nó lên rồi mấy bạn. Cái cuối cùng của cái dãy của mình ở đây, tạm thời là ở đây nè, nhà phía dưới kia á, phía dưới end cuối cùng của cái dãy đất của mình, nó còn đi qua bên cái đồi đó nữa, khoảng 50 feet nữa đó, khoảng 20 thước nữa đó, thì mới là cạn đất của mình đó, nó cuối cùng của đất mình đó. Thì giờ ở đây đó
mình trồng mấy, mình găm mấy cái canh, găm nhánh mấy cái cây bắc tiên của chị Hải đó, với lại thanh long á, thanh long tím này kia, nó cũng bắt đầu nó lên lại đó, nó lên nó giống như nó rỉ rồi, nó lên đó thì mình tuần sau đó thì mình sẽ bỏ phân đó. Vì vậy á, mình bỏ phân á, khi mà nó chưa có rễ thì cũng chẳng có con gì ăn, nó chỉ có đi xuống dưới đất thôi đó. Thành ra mình chịu khó mình chờ nó, chịu khó chờ nó thêm khoảng 2 tuần nữa, tức là đầu tháng 12 á, thì mình cho phân vào, rồi nó có rễ rồi mình mới cho phân, nó mới ăn được, nó mới hút được chứ. Nó phải cho nó cái vòi nó hút nước chứ, còn mình gấp gáp làm chi đó. Bạn thấy không, mấy cái cây này nó rồi bắt đầu nó lên ngọn đó, là mình cắt lên, mình cắt chỗ là giặt hết lá đó luôn, giặt hết lông nó luôn thì nó mới lên đó, mấy cây này nè. Còn bữa mấy cây của chị Chính ở trước nhà đó mình không có giặt đó, cho nên nó chết đó. Chiêu này là chị Chính mình chỉ mới truyền nghề cho mình á, chứ còn mà chị Hải rồi bà nói là lâu rồi, nhưng mà bà nói mà vì nó nhiều thứ quá rồi mình phải học một lần, mà mình làm biếng mình học cái gì đó, một bài học thì mình học tự người thôi, mà nói nhiều quá rồi mình rối trí mình á đó. Giờ đó là ba cái bồn của chị Hải, mấy cái cây này là nó lên hết rồi nè đó, thì mình sẽ nó ra rễ rồi, cái mùa xuân của mình sẽ bứng ra, mình trồng ở mấy cái lỗ nó chết đó, đó cho cái bồn bông nó đầy đặn cho nó đẹp. Rồi đó mình nó sẽ bắt đầu ươm tiếp thêm nữa, nó lên cây to thì mình ươm lên thêm vậy đó. Thì cái gì cũng vậy mấy bạn ơi, mình không có rành nghề thì mình đây nè, mấy cái cây này là cây này là của chị Chính mình cho nè, cái hàng bìa ngoài nè của chị Chính cho, nhưng mà phía trong là của chị Hải cho đó. Mình trồng sau đó là một tháng đó, nhưng mà cây của chị Hải nó có vẻ nó bén hơn cây của chị Chính nè, là do là cái lúc đó là nó còn hè, với lại đầu thu nó cũng còn nóng lắm mấy bạn. Rồi mình thì khi mình đi làm mình tưới không có đủ đó, không có đủ sức cho nó đó đó, chứ không phải là chị Chính mình chỉ cho mình những mấy cái cây bự không hè, chỉ nhổ mấy cái cây bự không mà nhầm ông xã chị đó, ông anh Chính mình đó là ổng cũng có cái gì, cái mục đích của ổng, ổng theo đuổi của ổng, ổng mê cái cây bông sứ mấy bạn biết không. Nhưng mà cái đó dễ rồi, mấy mốt mình ương mình cho ổng thì cho ổng trồng cái đã đi, mà vì do đó vì ổng trồng mấy lần ổng chết rồi, thành ra ổng nói thiệt á, trồng cái cây mà thương biết bao nhiêu mà nó chết cũng đau khổ thấy mồ chứ. Mà mình á, tuy mà mình la ông Ly vậy chứ mà ông Ly ổng cũng không có ngán mình đâu, nhưng mà mình á, cái tính mình á thì mình chịu đựng. Mà chị chính mình thì chỉ đâu có cây đó đi mua mấy cái cây bắt dịch, mấy cái cây mà chị thích á là nó tốn tiền lắm nha mấy bạn. Cây cỏ ở đây đó là nực sơ ly nó sạc tiền này nọ rất là mắc, chứ không phải dễ dàng gì đâu. Mình nhất là những cây sứ á, chỉ cần nó có cái bông á, nó có cái bông thôi nó bán các bạn 200 đồng bạc, cái bình thường bán 7-8 đồng bạc, có bông không thì nó bán mắc cho mình vậy đó đó. Thành ra chỉ sợ cho mình, bây giờ mình không có sợ vậy nè, mình đã biết trồng rồi đó, thì mình đâu có sợ gì đâu, ngán gì nó nữa, nó không ngán mình thì thôi đó. Nữa là mình rặt nó cho mấy bạn tôi xem mấy cái cây sứ của mình á, mình càng cắt nó càng ra mình đó, thành ra mình không có sợ gì hết đâu. Bữa nay mấy con mình nó được mình tắm cho nó kỹ lưỡng, bình thường mình tưới thơ sơ thôi, nhưng mà do 10 ngày không tưới cho nên nó là bữa nay là mẹ tưới cho con, mẹ tắm cho con đã thèm luôn, xịt cho miếng dầu thơm đó, tụi nó vui lắm, nó cười tắm tay tắm tét nó hả đó. Nhưng mà mình đây cái này một cái chậu trồng xuống nó có được cái trái này, giờ mình cũng dám tưới nó, mình tưới nó sợ nó rụng trái nó, mình tưới ngoài kia này thôi đó. Coi cái hoa này bạn thấy không, nó cái hoa đó nó nói lên cái lòng mình yêu thương con mình như thế nào thì nó mới nở hoa cho mình. Cái tự dưng cái cây nó cũng đâu có phải là nó chịu khó mà nó nở cho như bạn, nó phải có đầy đủ phân cho, bạn phải chăm sóc nó chứ đó. Cây của chị Hải đây nè, mới mà nó cũng ra được cái hoa đó. Cái bồn này đó là cũng là 3 tháng rồi mấy bạn, làm xong nó cũng 3 tháng rồi đó, từ khoảng tháng 8 trước cái tháng 9 là mình đã làm xong rồi đó.
thì cũng có một mớ chậu đó rồi mình sẽ để dọc dọc đây để cho nó lên. Nó thì mình không có muốn là cái khi mà chăm sóc thì chăm sóc quá, cưng thì cưng quá, mà lúc mà bỏ bê cho bù lông bù lóc thì tính mình không có chịu vậy đâu. Làm gì nó cũng có cái cân bằng cây trái cái gì nữa. Bỏ phân nhiều quá nó cũng chết, mà không bỏ phân là nó cũng chết, nhất là cây hoa hồng, cây rose đó. Trời ơi, nó dễ mà nó rất là, đối với mình á, hoa hồng đối với mình á là nó dễ đối với mình, nhưng mà do mấy con sóc con thỏ con chuột này nọ nó phá quá đi cho mình trồng nó không được thôi, chứ thực sự ra đó nó dễ trồng lắm mấy bạn ơi. Đó, anh đây thì anh chăm sóc hoa hồng cũng khéo lắm, mà tại vì đi ảnh giống như hoa hồng á thì tại vì anh Lê đó thì anh chuyên nghề của ảnh đó là ảnh chăm sóc cây á là bằng cái vô cơ, bằng cái phân vô cơ, còn mình chăm sóc cây của mình bằng phân hữu cơ thôi. Mình không có thích cái diêm đồ này kia đó, là mình trồng đồ ăn đủ rau cải của mình á, là mình trồng bằng cái phân xanh của mình với là phân cá nè, rồi một số trà xanh đồ này kia vậy đó. Đó, đại khái là mình á, mình chăm con cái kiểu khác của ảnh, cho nên cây của mình là nó bền hơn. Còn cây của ảnh đó là bảo chúa, yếu quên, bảo phát bảo tàng chứ không phải bảo chúa. Gặp ảnh chơi vậy chứ ảnh mà bảo chúa gì, lúc nào cũng cưng bà chúa, ảnh gần chết. Mình thấy không, cái đó màu cứ xanh mắt mét, cái trái nó đâu có đẹp, nó phải đỏ nó mới đẹp. Cái bên này đó nó xanh này thì nó đẹp hơn, nó mới cái màu đỏ này nó đẹp hơn đó mấy bạn đó. Giờ mình tắt cái cây cái chỗ cái hàng thanh long của mình rồi, mình để cái vòi nước á ở dưới cái cây mãng cầu của mình. Cái trái này nó cũng to nè, trời mệt quá đó. Mình đương thả cái vòi nước á ở cái cây mãng cầu mình ở dưới đó. Mãng cầu ở dưới mình cũng được khoảng 20 trái thôi hà, nhưng mình giờ mình cũng không có chấm bông cho nó ít ra ra mấy trái rồi mất công đó các bạn, chấm mà cũng cực thân lắm. Phía trên cái chuồng gà này nè, ở trên cái tảng đá, cái bụi rậm đó, nó lúc trước nó hay có cái con chó sói nó ở đó nó canh chừng, nhưng mà cái con đó đó là hôm nay mình không thấy nó nữa, nhưng mà mình thấy ở đầu ngõ mình á, ở chỗ tảng đá giống như con cá, con cóc ghẻ nó ngồi đó đó, thì chỗ cái phượng tím mình ngó lên bên phải cái phượng tím mình ở chỗ đầu thanh long mình á, thì cái dưới cái chân đó đó là mình thấy có một con chó sói nó ốm đói lắm, cũng có thể là con mấy con đó, nhưng mà nếu mà nó đi thì nó sẽ đi từ nó len len mấy cái sậy bụi đài sậy đó đi xuống đây gần hơn, mà bụi rậm thì mình không thấy. Nếu mình chặt sạch hết đó, thì tụi nó không đi, nó đi sẽ xa xa hơn đó. Thì mình nói với anh Lê đó là nếu mà ảnh thả con ra đó mà ảnh nó ban ngày thì thấy chó sói rồi này nọ, cho nghe cái mùi chó sói đó, thì con ngỗng của mình đó, con ngỗng chỉ có bây giờ chỉ còn có thằng đó thôi, thì nó sẽ kêu lên, nó kêu lên đó, thì tụi kia là nó chạy lên thôi, và giữa trời nó bay lên đốc chuồng nó đậu đó. Giờ mình đó thì mình đi tà từ từ mình đi lên trên nhà, mình nghỉ mệt, mình uống nước nãy giờ nói với mấy bạn là một tiếng đồng hồ rồi đó. Đó, toàn là vì yêu mến các bạn, vì yêu mến các cây các con của mình, mà lúc này mình cũng nói ra mình hả cái mấy cái hơi độc trong người mình rồi. Chua cha, đây cho mấy bạn xem. Mặc dù anh bị con gì cạp hết một cái lỗ vậy đó, nhưng mà cái trái này nó to lắm, mà mình chưa có cắt được cái đó mấy bạn. Đó, cắt được là khi nào đó là mình không quay phim á, mình không tưới cây thì mình mới cắt được, rất là hai tay mới bỡ cái trái đó, nó nặng chịch ha. Cầm cái trái đó đó phải cầm, nó là 3 pound á, phải cầm bằng hai cái tay mà trân trọng nó lắm. Nó thấy ghét ha, nó thấy ghét, nổ thấy ghét. Trời ơi, mình nhiều khi mình với Lê cứ chọc chơi, ai hỏi mình làm gì mình nói qua tới Mỹ rồi mình nói mà
nó giờ thì mình không giới thiệu tên hãng của mình, tại vì tự mình làm cho mình mà, mình đâu giới thiệu hãng mình chi, mình đâu cần, đâu có sốc gì quảng cáo đâu. Mình nói hồi xưa bên Việt Nam là em làm cái kho đạn Long Bình á, là mấy người đó tưởng thiệt á, thì ý mình nói mình nổ, mình ghẹo chơi vậy thôi, mình ghẹo nó nổ, mình không nói, mình nói mình làm bộ, mình nói mình ghẹo mình, chứ thật sự mình ghẹo người ta chơi. Đây cái trái đinh này nó cũng trái màu xanh rồi, trái này nó chín rồi, rất là ngọt á đó. Đó nhưng mà anh kêu ti với chị Hải thôi, thôi mình không thèm cái màu trắng đâu, nó lạch nhách kìa, nó lạch nhách gì. Bữa đó chị lên nhà cũng tự chị cắt lấy, em đã nói rồi nó chưa chín mà cứ cắt, nghe lời ông Ly ông cắt đâu, ông sợ là em kẹo em không có cho. Mà chị biết rồi cái tính em á, thà em không ăn nhưng mà để em đem em biếu người này người kia, thì em thích như vậy, em khoái nổ thôi chứ đâu có khoái ăn. Ăn thì em ăn cái trái nhỏ nhỏ được rồi, cái trái to vậy ăn mà hai đứa ăn luôn 2-3 ngày không được đâu. Em mà cỡ cái trái nhỏ này đó là đã to với em rồi đấy đó, trái này là quá to. Thì ra trái này mình cũng đem cúng được, mình đem biếu được là mình biếu hết nè, mình ăn trái nhỏ nhỏ thôi đó. Đây là cái trái thanh long trắng đây nha, cái trái nhỏ là cái trái của tôi nha, trái bên này to hơn xíu cho anh Ly nha, để trái bên đó thì chị chín mình ăn được đó. Nhưng mà bây giờ thì chị chín mình cũng phát giác là mày nói đúng á Út, tao ăn cái trái nhỏ tao ngon thiệt, nhưng mà trái nhỏ của mình nó nhiều hơn cái trái to. Bây giờ mình chỉ cho chị trái to không trái nhỏ để phần em chứ. Chọc chứ chơi vậy chứ, nói thiệt đó, mà chỉ ăn chứ cũng hòa tiền lắm. Ăn bữa ăn á thì trái bị to thì thôi, trái này là trái của mình với ông Lê rồi nha, cho coi đó. Đó là tại sao mình nghĩ á, cái trái bự nó thì nó bở, mình không biết tại sao đó. Mà ở nhà vườn đó xưa đó là cô mình cũng có vườn chôm chôm nhãn nè, mà chôm chôm phải tóc mà mình mới ăn, chứ chôm chôm không tóc tôi không ăn. Không lẽ mình vừa ăn mình vừa tóc chó, và cô cười ngất là mình ví vậy đấy. Đây cái trái này hồi trước đó là mình thấy nó còn xanh, hôm nay là nó chín rồi, nó chín là chín hai da đó mấy bạn, ngon lắm đấy. Nhưng mà trái này nó mới có một da nè đó, mình nghiên cứu kỹ lắm mình á. Bởi vậy là vua ăn là mình, ăn hàng là ăn, mình ăn là ăn được chưa. Mà chị Bảy mình, em với chị Bảy mình mà xưa đó là tức cười chứ hay chở tụi mình đi ăn ở trong cái nó kêu là cái bún mập ở trong cái chợ Vườn Lài á đó. Đó đưa ngồi ăn đó, chị sáu mình rất là ngại đi ăn ở ngoài, ngồi chồm hổm, ngồi trên cái ghế đẩu thôi ở chợ đó, là vì học trò chỉ đi dạy học, cô giáo Gia Long mà đi ra ngồi ngoài hàng quán ăn là học trò nó thấy được làm sao. Mà thật sự là chị cũng mắc cỡ, cũng phải học trò chị thấy thiệt, thưa cô chị nói trời ơi, chị mắc cỡ gần chết, nói trời ơi, mình có làm cắp trộm gì ai đâu, chị mắc cỡ. Chị nói nhưng mà chị ngại quá hà đó. Rồi cái đương ăn nghĩa ba chị em mình, chị chín chị sáu mình với mình đương ngồi ăn ngon lành, tự dưng cái chị Bảy chứ bỏ chứ đi về, thì chứ bỏ chứ đi về á, chừng khoảng tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ sau chị mới trở lại. Thì từ cái vườn xoài đi về ngang băng ngang cái ngõ Nguyễn Thông này nọ, thì đi về nhà mình cũng lẹ lắm, quá ra đó. Thì chị hỏi là tại sao nó đương ăn cái tô đó, rồi chị kêu tô khác chị ăn tại sao vậy, chị không nói gì đó, chị mới nói nhỏ chứ trời ơi, thà mình quê thôi chứ không lẽ mà mình để mà quê mặt luôn hết cả đám mấy chị em. Quá ra là bỏ bận cái quần trái mấy bạn, mới đi lẹ kêu tụi mình đi. Chỉ thì chở chị chín mình, còn mình thì chở chị sáu, bốn chị em đi ăn hàng vậy đó. Bỏ bận cái quần trái rồi bỏ ngồi xuống, ngồi chồm hổm xuống, bị dân Củ Chi mình nó có cái tật hay ngồi kiểu nước lục á, ngồi chồm hổm vậy đó. Mới nhìn tự nhiên mới nhìn thấy cái sóng đó, là cái sóng quần, mấy cái mắt nối mà mai chỗ cái đáy quần đó, và biết là bà tê tê đi về đó, bà không nói tiếng nào, bà chạy về nhà bà thay cái quần ra, chứ phải chui trong vô cái hãng chỉ làm cũng gần đó, chỗ có cái restroom, vô trong restroom thay ra. Mà cái đó là ngày cuối tuần nha, thì nó chỉ không có vô trong hãng, chỉ đi chỉ chạy về đó, mình cứ tức cười thôi. Mà nó tự của chị phát giác là chị kỹ lắm, tức cười gần chết. Có lần mình đi ăn, nhiều khi đi ăn hàng quán lâu ăn bún mọc này kia, cái mình nhớ cái kỷ niệm hồi xưa, mấy chị em nó tức cười, chị nói thà bỏ cái tô đó còn hơn là bị chúng cười đó đó. Mà như cái kỷ niệm xưa đó là tụi mình cũng nhớ vui tới lớp già lớn rồi, mấy chục năm rồi. Thì năm 92, 94 mình về Việt Nam, mình cũng đi vô trong đó,
bà bác nó cũng còn làm, cũng còn bán ở đó, sau này để cho con gái bán thôi, bác cũng già rồi đó. Nhưng mà mình cuộc sống đó mình thấy nó có nhiều cái thay đổi, nhưng mà lòng của tụi mình cũng không có thay đổi. Những cái hàng quán hồi xưa đó là mình cũng hay đi về, mình đi về trường học, trường tiểu học hồi xưa mình ở mà lại thăm thầy cô, bạn bè rồi nọ mình cũng nhớ. Đó. Thôi. Mùa này cái sen nó tàn rồi mấy bạn. Táo tàu cũng rụng, cây mía thanh diệu là cũng đương dưỡng để mai mốt mình trồng lại. Mấy trái cà tím của mình nó ăn được rồi, cũng được 3-4 trái rồi. Tí nữa mình hái vô để mình làm cái cà bung. Cái tím hoa cà này nó trái này nó tím đậm, cái này là nó có phân á. Mấy cây bút phương à, cũng được có chục trái lễ khỉa này nè. Nó đừng thiếu nước, để mình nói anh tưới nước cái cây coi đó. Ông dành thì anh tưới đi, còn cái nào của em tưới. Nói anh đem anh nước anh tưới, tại vì cái nước cái này nó cần cái diêm, cái lá này nó thiếu nước, mà thiếu nước thiếu phân này. Em nói anh đem bỏ phân cho, chứ còn giờ nó anh văn lu sà bu trong này đó, mình không có dám chui vô. Mình bạn biết rồi, mình cũng sợ sâu tổ sư bồ đề. Ông bảy, ông anh rể bảy của mình, ông sợ ma nhiều thì mình sợ sâu nhiều đó. Rồi thôi, mình xin kết thúc cái clip nơi đây bây giờ đó. Mấy cái bông cái nó đậu rồi, bây giờ mới thấy cái bông đực. Anh mẹ ảnh khè ra hai cái bông màu vàng này, đây đựng cái bông cái đó này nè. Đó, thì cái này nó ra nó lên nó cũng nhầm cái cuối mùa rồi, nhưng mà kệ đó, mình có được một trái giống rồi cũng được mấy bạn ơi. Ở đây cũng được hai trái, ba trái con đây nè. Đó, nhiều trái lắm đó chứ. Rồi thôi, mới chào các bạn, rồi mới chúc một ngày an lành hạnh phúc. Ngày chủ nhật nha, bên mình là vẫn còn là sáng thứ bảy nè, mình vô mình nằm nghỉ chút đó, mệt quá. Rồi bye các bạn.